Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây thì quý vị nhìn thấy đó, Cát Tường đang ngồi tại một căn nhà rất là ấm cúng và xinh xắn của cặp vợ chồng Tường Giang và Thu Trang. Thế bây giờ mình lấy vợ là mình ở đây làm việc tiếp hay là mình về Hưng Yên? Ôi giời ơi, thế em đến đây là em tìm vợ ở đây chị ạ. Vâng. Chứ đâu có dám về nữa, bố mẹ em bảo không lấy được vợ thì đừng có về. Bây giờ ấy khổ. Anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi bạn. Ôi trời, cứ hỏi đi, ôi giời ơi, không phải xin anh Quyền Linh. Hỏi luôn mình. Bây giờ thì quý vị nhìn thấy không, chuẩn bị đón chào 2016. Đó là một bé gái rất xinh xắn, đã được 4 tháng tuổi. Nhà là bé Sam, còn đi học, Sam tên gì nè? Dạ, tên đi học của cháu là Phạm Ngọc Phương Thảo ạ. Phạm Ngọc Phương Thảo. Dạ. À, có con rồi, chắc dạo này bận rộn lắm hả? Rồi mình có cực lắm không? Bé có quậy lắm không? Đúng rồi, cháu quậy đó. Năm. Bố đây. Chị em là du ngủ bằng công nghệ. Đấy là bố đi làm nhưng mà bắt đầu là nó khóc cái là không dừng ấy, là bắt đầu điện qua điện thoại. Bố là phải chạy vào nhà vệ sinh. Không, bắt đầu là hát cho nó. Chứ chẳng nghĩa là đi làm mà chị bảo nó chỉ có bố nó thôi. Chỉ có tiếng sét của bố thôi. Rồi cái suốt ngày đi làm hai mẹ con ở nhà lục đục mình vậy đó, nhà vậy đó hả? Vâng. Đâu thi thoảng ông hàng xóm cũng sang động viên vợ em. Bởi vì thực chất ra một mình em không thể quán xuyến được với vợ em. Nên thôi phải ông hàng xóm. Rồi năm nay là hai vợ chồng trẻ nè, thêm một đứa con dại nữa. Thì không biết là mình đã chuẩn bị những ngày Tết như thế nào? Có cặp đập bận rộn lắm không? Rồi có dự kiến gì về quê thăm ông bà không? Dạ, năm nay thì nhà em do có bé cho nên là cũng tổ chức ăn Tết ở trong này. Cho các cháu đón một cái Tết không lạnh. À, cùng với cả Sài Gòn. À đó, cái Tết không lạnh. Trời, chồng em nói chuyện hay quá. Nhân dịp đón chào năm mới thì Tường sẽ thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đến thăm Trang và Giang. À, cái này là lì xì năm mới lấy lọc cho nó vui. Chúc hai bạn là sang năm mới được nhiều sức khỏe, sống với nhau răng long đầu bạc. Và đúng như kế hoạch năm 2018 của ông bố đây là chúng ta sẽ đón thêm một thiên thần bé nhỏ rất là đáng yêu nữa để cho bé Sam có thêm em ha. Dạ vâng ạ. Thì, thay mặt gia đình nhỏ cũng xin gửi lời cảm ơn đến chương trình, cũng xin kính chúc những bạn xem truyền hình cũng như là các anh chị thực hiện ekip và cũng như chương trình mình một sức khỏe mới của một năm mới. Đấy, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Cát Tường cùng với quý vị, chúng ta sẽ đến thăm gia đình của hai bạn Nguyên Thảo và Thành Nam. Xin mời. Thảo ơi, Nam ơi. Ôi chào em. Chào em, khỏe không? Tiêu chí của em về bạn gái thì là ba dê. Ba chữ dê: duyên dáng, dịu dàng và dữ dội. Cái người đàn ông của mình mà làm mình nể là dễ yêu lắm chị. Như thế nào mà mới nể? Làm cho em cảm thấy là em nhỏ bé bên cạnh ảnh. Dạ. Mình kiếm người nào bự bự thấy em nhỏ bé liền gì đâu. Căng à. Dạ chào cô chú ạ. Dạ. Dạ. Hôm nay mấy ngày Tết mà tới làm phiền gia đình của cô chú. Dạ. Tại vì muốn thay mặt chương trình đến thăm hai em Thảo với Nam, xem hai em sống như thế nào và đón Tết như thế nào mà. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ dạ, con cảm ơn. Với cậu với chỗ Nam là Út thì gia đình. Còn cái Út cũng là có gia đình luôn, vậy là giờ yên tâm lắm rồi ha cô chú ha. Dạ. Dạ không biết là khi mà có một thành viên mới như Thảo về trong nhà thì Tết này gia đình cô chú như thế nào? Qua chương trình Mai Mối thì gặp được Thảo ở đây thì thấy em hợp và các em lấy nhau thì mọi việc đều tốt lành cả. Có em về đây thì cô vui lắm, cô là ba dâu. Nhưng mà nói thẳng với các Tường và các cháu ở đây, cô quý các em lắm, cô vui lắm. Ở đấy là cô ngủ ngon hơn nhiều và không có cái gì rắc rối cả. Ở đây chị cũng muốn hỏi Thảo một tí xíu. Đây là năm đầu tiên Thảo có một gia đình mới. Thì bản thân Thảo cảm thấy như thế nào? Có thể chia sẻ với mọi người. Em về ở với bố mẹ thì nói thật ra là chưa bao giờ em cảm giác em làm con dâu. Dạ, bố mẹ thương em như con ruột. Dạ, rồi em cũng không thấy cái gì bất tiện hết. Thì tính cách mình sao mình thể hiện vậy thôi mà bố mẹ thương. Là quá tốt rồi. Hai bạn có dự định gì cho năm mới không? Dạ, thì em tính là năm tới là làm sinh con.
Dạ. Chắc là cùng tuổi với em luôn á. Năm sau là cùng tuổi. Coi như là đại cát đại lợi. Dạ. Nhân dịp năm mới thì em cũng xin chúc Tết. Dạ, chúc chị thứ nhất là sức khỏe. Và chương trình, toàn bộ ekip chương trình là sức khỏe. Và nhiều gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Chị cũng thay mặt chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình của em. Chúc gia đình em đón một năm mới thật là vui vẻ, đầm ấm. Và chúc cho hai em sang năm sau sẽ có thêm một nhân khẩu nữa trong gia đình của mình. Dạ. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn chị. Chị cũng xin thay mặt chương trình bạn muốn hẹn hò, chúc hai em một năm mới được nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc cho hai em sống với nhau răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn. Dạ, cảm ơn chị.